Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Sáng nay, siêu bão Nepatak đã đổ bộ vào phía nam đảo Đài Loan của Trung Quốc. Dự báo trong 24 giờ tới, thì bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 7 giờ sáng mai ngày 9 tháng 7, vị trí tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía đông nam của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là khoảng từ 105 đến 120 km một giờ, giật cấp 14. Mặc dù không đi vào Biển Đông, tuy nhiên siêu bão Nepatak vẫn khiến cho vùng biển phía đông bắc Biển Đông trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12, cấp 13, biển động rất mạnh. Sẽ đến ngày mai thì gió trong khu vực sẽ giảm xuống cấp 6 đến cấp 7, tuy nhiên vẫn có thể giật cấp 8, cấp 9 gây ra những con sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra thì tình trạng mưa dông mạnh vẫn duy trì trên khu vực, kèm theo khả năng xảy ra lốc xoáy nên không an toàn cho các tàu thuyền lưu thông. Nằm xa về phía nam, nhưng khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau lại chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Biển động cùng với đó thì thời tiết có mưa rào và dông nên cũng không thuận lợi cho những chuyến ra khơi của bà con. Tiếp theo mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho vùng biển trong 3 ngày tới. Trong đêm nay, ngày mai cũng như là một vài ngày tới thì vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ phổ biến không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Gió có hướng Tây đến Tây Nam với cường độ yếu đến trung bình nên sóng biển cao không quá 2 mét. Thời tiết và tình trạng biển nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như là những chuyến tàu ra thăm đảo trong những ngày cuối tuần. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thì cũng duy trì trạng thái ít mưa, gió thịnh hành theo hướng Tây đến Tây Nam, cường độ đạt khoảng cấp 3 đến cấp 4. Sang đến ngày 11 tháng 7 thì khả năng gió sẽ tăng hơn về cường độ, lên mức cấp 4 đến cấp 5. Độ cao sóng sẽ khoảng từ 1 cho đến 2 mét, tình trạng biển vẫn ổn định. Do vậy, các tàu thuyền có thể lưu thông và hoạt động bình thường. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, gió cũng thổi đều theo hướng Tây đến Tây Nam, cường độ cấp 3, cấp 4, sóng biển cao dưới 2 mét. Mưa rào và dông trên khu vực hầu như là ít xảy ra, ngày có nắng nên sẽ vẫn khá an toàn cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên bà con cần lưu ý lúc trưa chiều thời tiết nơi đây sẽ chuyển oi nóng. Xuống tới vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, gió tại đây chủ yếu thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ ở vào khoảng cấp 4. Trời có nắng vào ban ngày, về chiều tối thì mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên hầu như là không gây trở ngại cho các hoạt động khai thác đánh bắt hải sản cũng như là các chuyến tàu ra thăm đảo. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm khu vực đảo Côn Đảo, là một trong số các vùng biển chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật trên cấp 7, cấp 8. Nên trong đêm nay, ngày mai cũng như là một vài ngày tới, thời tiết nơi đây khá xấu. Những cơn mưa dông mạnh vẫn có khả năng xảy ra, nhất là vào thời điểm chiều tối. Do vậy, bà con ngư dân cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn. Chuyển sang với vùng biển phía Tây, đến với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Gió Tây Nam vẫn duy trì với cường độ không mạnh nên sóng không cao và biển khá êm. Tuy nhiên về chiều tối thì những đám mây đối lưu vẫn liên tục phát triển gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực. Do vậy bà con ngư dân nên tranh thủ thời gian ban ngày để khai thác, đánh bắt và kết thúc hoạt động trước chiều tối, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong mưa dông. Cũng tương tự như vậy trên vùng biển Vịnh Thái Lan, mây dông cũng phát triển nhất là giai đoạn chiều tối. Tình trạng mưa dông sẽ khiến cho tầm nhìn giảm thấp, kèm với đó là khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật. Do vậy, bà con ngư dân cần hết sức cảnh giác. Trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam đạt mức cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ. Riêng đối với phần phía Đông, gió vẫn còn chịu tác động mạnh mẽ của siêu bão, nên tại đây thì tiếp tục có gió mạnh cấp 8, đến cấp 10, giật cấp 12, cấp 13, gây sóng cao cùng với biển động rất mạnh. Thời tiết vẫn chưa thực sự ổn định, do vậy bà con ngư dân tránh di chuyển về khu vực này để đảm bảo an toàn. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, gió Tây Nam duy trì cường độ trung bình. Tuy nhiên thì thời tiết tại đây cũng chưa thực sự tốt, do mưa rào và dông thì vẫn xảy ra ở diện rải rác. Bà con nên đợi một vài ngày nữa khi mà thời tiết ổn định hoàn toàn thì hãy cho tàu thuyền của mình ra khơi hoạt động. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Gió vẫn thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giờ trên cấp 6 nên nơi đây tiếp tục có sóng cao, biển động và thời tiết xấu. Trong mưa dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy rất nguy hiểm cho các động hàng hải trên khu vực. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài Truyền hình Kết số VTC. Xin kính chào tạm biệt.